buổi sáng đã quá. À, xin chào bà con cô bác, sáng hôm nay thì bây giờ là 7 giờ sáng. Mình với lại chú Khương cô lại thì đi xuống ăn buffet. Đẹp quá ha. Thì xin chào bà con, bây giờ sáng 7 giờ mấy sáng rồi, mình xuống nhà hàng ăn buffet buổi sáng. Rất là đã, lần đầu tiên mình ăn, lần thứ hai mình ăn buffet. Ăn sáng buffet coi có cái gì. Em ơi đi em ơi. Buffet. Ồ, nhà hàng thiệt là sang trọng. Bạn 4 người mình đi. Anh ơi, bạn 4 người nè cô. Dạ 4 người, ngồi đi anh. Để gõ đi. Để đi rồi em đi với cô là chọn món này. Con gì đó, ừ. Có để gì đó. Nói chuyện gì con ơi, còn ok. Đi. Rồi, đi là chọn món buffet ăn cái gì đây. Đây người ta mới khui ra. À, cái này là cà chua nè. Dưa leo. Cái này chả. Nhưng mà quan trọng là ăn cái gì, hủ tiếu hay là cái gì? Ăn gì cơm. Cùng ok. À, xung quanh cái này luôn. Mình tới sớm. Mình tới hơi sớm. Còn y nguyên luôn. Cái này là đồ chấm. Còn cái này là ui, cái này dùng để uống nước chứ. Ăn luôn. Ăn chán vậy. Cái này tỏi này chán miệng luôn. Ơi. Đi cái này là bún mì xào. Hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào. Khi là bên kia là cơm. Ui, cơm chiên ăn lâu đói. Này cơm chiên nghe giống chiên châu. Không hủ tiếu nha. À bánh mì đó. Cà ri. Nhiều thứ quá. Nhưng mà mình ăn sao hết. Bánh mì ở đây nè. Em gấp 1/4 cái này, 1/4 cái này, 1/4 cái này gì đó, chứ đừng có nói là một lần dĩa một hết. Cho nó một ít thôi. Ôi, em không ăn cơm. Nếu không thì múc một chén này thì ăn bánh mì. Chứ đừng có ăn một chén một dĩa bự như vậy. Tại vì đồ ăn lắm, mình phải ăn đủ món luôn. Ở đây ta chỉ là này hủ tiếu à, miếng gà à, miếng cái gà. Này ăn miếng ừ đúng rồi không tốt à, cho con xin chín đi. Cái này nhiều món quá, nhiều món quá. Ôi, trời món anh ơi, nhưng mà em không có ăn cơm đâu. Thì em đừng ăn cơm, thì em đừng ăn cơm. Chú ăn cái gì chú ơi, nhiều món lắm chú. Để coi từ từ. Chiên dưa lươi là 22 kg. Từ từ chú chín chú ăn. Chú ăn ra nè. Anh ăn cơm đi, nãy em ăn hủ tiếu rồi. Anh ăn mì cũng được nè. Mình ăn muốn nữa là đâu. Ăn cơm. Là đói. Nhưng mà ăn hết thôi. Có hủ tiếu mà. Anh ăn hủ tiếu. Dạ dạ.
chút nhiều cho ít rồi ăn không thôi. Nhiều rồi anh ơi. Còn mắt còn cái bụng. Chỉ có nhiều cái gì cái này. Cái gì nữa, cái đó muốn quay chén riêng chứ không có được. Ừ, anh ăn cái này xong đi rồi, anh ăn cái đó với bánh mì. Trời chưa. Ở ngoài bàn nó có sẵn mà. Rồi có anh Toàn có chả nè. Dưa hấu nè. Ba miếng hồi chú không mang đâu. Anh ăn 2 miếng. Đúng kiểu mắt to cái bụng. Rồi được rồi. Lên 3 miếng. Em không ăn chuối đâu. Ai không ăn thì đó là của anh. Hay quá. Chuối có gì thật. Bao nhiêu đây được rồi. Rồi đi. À, thêm một dĩa ốp la nữa. Đúng rồi. Ăn dĩa mì con. Bún mì. Đúng rồi. Chiên canh không? Không. Đấy, chi, chi. Chú ăn mắc cười không? Chú ăn sáng thì bà sẽ còn mấy món nữa. Món chưa xong. Có mấy món nước. Đồ ăn có chút ép à. Chết này. Sao nhiều đồ ăn, sao nhiều cái quá. Còn chưa chưa đủ coi. Mình hơi sớm chút cho mình này. Nhiều thứ. Cái này đâu có sắc gì. Rồi toàn nè. Mình vẫn thấy nó giống như dưa thôi. Có gì khác đâu. Nó chỉ có cô chú này thôi. Ăn con. Đi xin muối tiêu. Nè con lấy không con. Lấy nữa. Nhiều lắm con, nhiều lắm. Rồi lấy nữa không sao đâu. Lấy đi. Lấy đi con. Nhẫn lắm. Chú cũng lấy chuối nó trời luôn. Chuối ăn chuối rồi. Chuối ngon. Chuối cao thì rất rất lắm rồi. Dạ. Ăn chuối vô mà. Ngon anh. Ngon. Quay là ngủ quên luôn. Ngủ quên không đi tắm luôn. Ngủ quên đi tắm luôn. Nước gì nè? Nước suối, nước canh, nước dưa hấu. Trà bên kia cà phê á. Cà phê thì có đường. Cái này sữa nè. Sữa ăn uống gì? Cái này trà ha, sữa màu đỏ lên. Bên kia cà phê á. Sữa màu đỏ. Đường. Đường luôn. Đường hai cái này chắc sự. Rồi mình hòa lấy cái này uống cho nó tốt. Ừ, em uống nước cam luôn. Nhiều quá không? Chà đã. Là hai con chú này uống cà phê hay uống gì mà? Ừ, chú uống cà phê gì? Không biết là có nước đá không đây? Họ hỏi chú. Rồi, ok. Thank you.
My name is Guy from Canada. Canada? Yeah. Canada. Canada. Yeah. I am... Cool place. Cool. Very cool. Yeah, very cold. Very cold, yeah. Snow. Lots of snow. Why? You. Oh. Oh, yeah. Hell. I'm from Canada, and this place is very, very cool. Don't go there, you're gonna ooh. Bye bye. Chú uống cà phê chú. Còn cô uống gì cô chú? Em uống cà phê. Dạ. Vậy là chú pha lộn hả? Chú pha bên nào? Bên này. Ở bên đó là cái cà phê nè. Cô mướn thì cô cho hai vợ chồng con cắm nhát sáng rồi cái giống như binh dĩa bánh vậy ngồi cho cái dù đó ăn đúng kiểu đẹp lắm đúng kiểu mà đi vô du lịch đó rồi lại cũng quên rồi dạ quá là dạ vợ của mà đẩy xong không nhìn thấy nó vậy là nhìn có hổn đằng nãy ở Canada câu nghe chưa cái này nó kinh dây nói là tiết hay dưới rồi lần 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 tiết ha tiết lạnh nó con lạnh rồi tiết rơi chú đặt ơn cũng thôi bởi vì qua đây chống chống nóng chống lạnh rồi khu này khu chống lạnh mà nghỉ dưỡng nhiều lắm đặt là nghỉ dưỡng rồi nhầm đi về cái nhà nó cái nó đóng tiết rồi á con mới mở cửa ra không được đó dù xe mà nó ban tiết đó anh cô chú là hai chồng con ra ngoài đó trong phim luôn thiệt tính má đó vui luôn không trong phim kìa thằng đéo rồi đi như trong phim á đi trong phim mấy giờ chú còn chưa đâu nó lại mình nó nhát cho mình hay à còn 10 phút nữa đi dạ cái là ừ nên chắc nên này coi không nghe nè ổ điện không nên để luôn à, chạy đình chỉnh xạ chưa về lấy ừ chưa về lấy cũng chịu chờ nha ở đây đi. Làm đi nha con nhá. Lên 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 đây. Nó cười tỏ quá. Ừ. Anh hơi bị lớn. Con lên tắm đi đi, hôm nay trời mát. Này xem xem có hàng nhóc nó tắm này. Cần nói gì đi? À, xin chào bà con. À, hiện giờ thì mình đang ở trong resort ở Phú Quốc. Mình đi với chú Thương với lại cô Lệ. Thì thấy hai đứa mình lứa không? Lứa quá trời lứa luôn. Chú Khương với cô Lệ kêu hai đứa mình ra đây ngồi chụp hình vậy thôi à. Rồi đi vô cho đỡ quê. Không cho biết resort. Cho biết resort thôi rồi đi vô chứ không có tắm rửa gì đây. Bữa này là bữa thứ hai rồi, hai bữa rồi chưa tắm nữa. Hai đứa lúa gì đâu.
đi vô đây cũng còn luôn. Tao lên lên tao tắm rồi đi chơi nào. Bây giờ là sáng, mình vừa ăn buffet sáng xong. Thì nói chung cũng như mấy cái món bình thường à. Nhưng mà nó nhiều món muốn ăn gì ăn. Rồi cỡ mấy phút nữa là cho xe đến rước để đi chơi. Giờ giống như là trứng ngỗng vậy đó. Và mình đi chơi là có người đưa rước. Ghê không? Nói chơi đi theo tour cho nên là người ta đến như thời trước mình đi mấy cái địa điểm kia, điểm không biết nữa, nhưng mà tí nữa ta dẫn đi. Thế là đi đi lặn ngắm san hô. Nó đi vô đạn gì? Đi ra mấy cái hòn á. Dùng tiêu xong rồi đi ra mấy cái hòn để ngắm san hô. Rồi đứa đi vô thì sao biết làm gì? Ta tắm mình ngồi. Hồi đây cũng không ai tắm hết. Xin chào bà con, xe mình vừa mới tới nè. Dạ. Rồi. Chào bà con, bây giờ xe ở bên hướng dẫn du lịch tới, người ta tới trước. Thì giờ mình lên chó mình đi. Thì bữa nay chắc đi đi đảo, đi biển gì đó. Không biết nữa. Đợi một tí. Rồi mình lên xe bự nào đi. Nhà mình một lần nữa coi còn quên đồ bơi không. Xuống đó mà biển đẹp quá mà muốn tắm mà không có đồ bơi là rất là phí nha, coi như là mất nửa cuộc đời không tắm được đó. Còn không thì nếu như mà xuống đó mà không có đồ bơi mà thấy biển đẹp quá mà bắt buộc phải xuống để thỏa lòng của mình thì Tùng có trong giỏ lúc nào cũng có khẩu trang hết, gửi tặng cho một vị khách một khẩu trang bịt mắt lại. Mình không thấy ai là không ai thấy mình. Cái chỗ nào đây? Dạ sao? Cái chỗ nào mà bịt mắt? Là chỗ mà tắm bơi ngắm san hô đó. Dạ. Xuống đó bịt mắt khỏi ngắm san hô ngắm mình. Dạ đây, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển từ khu vực trung tâm của khách sạn của chúng ta. Mình di chuyển thẳng xuống khu vực cảng ngang thới, cái mũi cực nam của đảo Phú Quốc. Chúng ta sẽ view trên tàu, sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của quần đảo của khu vực Cang Thới này, tức là vừa thấy được những cái hòn đảo nhỏ xung quanh cái quần đảo mà thấy tu ngoài xa thì những cái hòn này nó tương đương nhau thôi. Và ví dụ như là khu vực này chỉ có hòn Thơm là họ đã bán lại cho Sun Group để họ quy hoạch thành một cái phát triển giống như ở viên bên ở tại khu vực Nha Trang á, cái đảo Hòn Tre á. Dạ, thì ở khu vực này cái Hòn Thơm đó cũng bán lại cho Sun Group. Thì Sun Group họ đang xây dựng những cái thủy cung nè, các trò chơi ở đó nè. Thì có thể là chúng ta sẽ đi ngang qua đó, chúng ta nhìn qua ha, là của Hòa Bình. Dạ, của Hòa Bình. Dạ, nói chung là hiện nay thì những cái lọc hay sao, nói chung là biển có cá là có thu hoạch. Dạ, cho nên đừng quan trọng to nhỏ. Dạ đây, có một cái lưu ý với đoàn chúng ta luôn, tức là khi mà câu cá xong thì trên tàu họ sẽ chế biến cái con cá mà chúng ta câu được để một lát nữa khi mà tắm xong họ sẽ dọn cho chúng ta ăn cái con cá mà chúng ta câu được đó. Còn trong cái quy trình đi tàu câu thì trên tàu họ có bán con nhum. Cái này Tùng giới thiệu cho nhà mình thôi, để gia đình chúng ta ai chúng ta ăn thì chúng ta biết về cái mức giá của họ bán cho mình nha. Thứ nhất là họ bán con nhum này, họ sẽ chế biến trên tàu, mình ăn con nào tính con đó. Ví dụ như là họ nướng mỡ hành đậu phộng lên, mình thấy con đó gặp nhiều, ăn con đó, một con như vậy 25.000. Ăn sống cũng 25.000 một con. Và cái này chia sẻ trên xe, không chia sẻ trên tàu. Và chia sẻ trên tàu đạp gớt nước á. Và nhìn con nào gặp nhiều lựa ăn, con nào gặp ít để đó không ăn. Con nhum, con cầu gai. Đúng rồi, điên điên á. Con đó cái gặp của nó rất là ít. Đúng rồi, gặp nó rất ít. Ở ngoài miền ngoài là Nha Trang nè, Lý Sơn, đủ sông, gà có rất nhiều luôn, nhưng mà đó là nhum sò cho mình á. Họ phải đặt thêm một cái trứng gà vô trong đó để cho nó béo béo. Đi ăn, dạ, như ở khu vực này họ không đi cầu, không nên đặt lên, bởi vì cái gặp của con nhum Phú Quốc này là gặp nhum đen tuyền, đó là gặp sữa. Đi ra ngoài đảo, ăn cầu đã béo rồi, không cần bỏ trứng gà vô nó mát quá là mệt nữa. Đó, cho nên là cái này là bên nhà tàu á, họ cũng phục vụ cho khách để họ lấy cái công thôi. Cho nên ví dụ như thay vì chúng ta ăn trong cái nhà hàng quán ăn thì chúng ta ủng hộ cho họ trong chuyến tour của mình thì càng vui vẻ hơn thôi chứ không gì hết. Thay vì ra nhà hàng thì 35.000 con, 45.000 con, tùy theo cái họ chế biến. Nhưng trên tàu họ chỉ niêm yết giá 25.000 con,
mình ăn con nào tính con đó. Và đôi khi họ cũng có phục vụ con sò béo nè. Trong hôm qua chúng ta ăn chiều á, và người ta gọi là sò dẹo, họ bán theo ký, hoặc là có những con hào. Dạ, tuyệt đối đi tàu lúc trước có khách kêu là ghé bè mua ghẹ, nhưng ghé bè mua cái giá nó mắc gấp 3 lần so với cái quán ăn ở trong rừng. Ở trên tàu không phải, dạ trên tàu họ chỉ có nhum, có con sò, con hào hoặc là con ngọc nữ thôi. Dạ không bán ghẹ, tại vì thứ nhất là mua ghẹ lên trên tàu là cái giá nó cao, ví dụ như thấp nhất là 200-300 ngàn đi, thì họ mua lên tàu để đó, đâu phải khách nào cũng ăn. Có khách không ăn họ ôm ngày mấy trăm ngàn trong tàu họ trả, đúng không ạ? Cho nên là những cái như nhum á thì họ lấy công của họ, họ đi lặn, họ lên họ bán được. Còn cái mà bỏ tiền mà số lượng lớn ra mua á, thì cái đó là hơn xui lắm và rất khó lấy lại, cho nên họ không có bán ghẹ nhà mình ha. Nhưng mà ghé bè thì nó càng mắc hơn nữa. Ví dụ như ký 250-300 ngàn ở trên bờ thôi nha. Ra bè là khoảng 700-800 ngàn. Dạ, đó, cho nên là con bự hơn. Bự hơn, sống hơn. Nhưng mà nó cũng giá nó chênh lệch gấp đôi. Dạ, gấp đôi so với ở trong đất liền hay nhà mình ha, trong đảo chính này. Tại vì lúc trước tour của bên Vietravel cũng có ghé bè cho khách mua, thì khi mà thấy cái giá cả như thế thì có tư vấn với khách và đối với lái tàu là không ghé bà luôn nhà mình ha, và không ghé những cái bè đó luôn, để chúng ta mình cứ ví dụ như lên tàu thì chúng ta câu cá, ăn cá mình câu, hoặc là mình ăn nhum, ăn những con, ăn con nào tính con đó. Còn nhà mình có muốn đặt cháo, cháo nhum mới nhà mình ha, cháo đặc sản Phú Quốc á, họ sẽ cạo cái thịt ra, họ sẽ xào với gia vị với củ hành này nọ xong á, họ sẽ cho vào cháo. Thì nếu như chúng ta muốn ăn cháo thì chúng ta phải đặt trước. Những cái kia thì không cần đặt, nhưng mà cháo là phải đặt trước. Trong cái quy trình mà chúng ta lúc câu, lúc chúng ta tắm thì họ sẽ chuẩn bị cái cháo đó, để khi mình tắm lên có một chén cháo nóng chúng ta ăn vào rất là ấm bụng. Đó thì mình phải đặt trước. Còn nếu như mà tới lúc tắm xong lên nó kêu muốn ăn cháo thì lúc đó nó không kịp. Đó, cho nên nhà mình lưu ý giúp Tùng ha. Lên tàu họ sẽ đưa con nhum lên cho mình xem, và ai ăn cháo thì chúng ta đặt. Thông thường có hai cách. Nếu như mà đoàn chúng ta mình đặt chung với nhau á, để mình nấu một nồi á, thì ví dụ như một người 50 ngàn là chúng ta gom lại bao nhiêu người đó mình nấu nồi cháo. Còn đặt theo gia đình thì ví dụ như gia đình mình hai người, mình muốn đặt hai chén thì họ sẽ nấu cho chúng ta ví dụ như hai chén đó là mỗi chén là hai con, ba con, bốn con nhum cạo vào. Cái đó là tùy ý nhà mình ha, mình muốn ăn nhiều chất lượng cao thì 4 con, 5 con, mà không thì khoảng 2 con, 3 con, thì họ chỉ tính tiền con nhum thôi, không tính tiền cháo. Tức là cháo tập trung mọi người họ nấu cháo cho chúng ta, và nhum đó họ xử lý xong sau đó họ làm cho chúng ta thưởng thức. Cho nên nhà mình lưu ý giúp em là ai có muốn ăn cháo thì mình đặt trước. Bên tay trái chúng ta là cái cổng của Marriott nè. Dạ, cái biểu tượng người đi tìm mặt trời của tập đoàn Sun Group, ở phía trên là bốn chú chó quay bốn hướng, tức là có một cái dụng ý là gì ạ? Bảo vệ. Dạ, đông tây nam bắc. Ờ, chứ không phải là con chung. Còn đó mấy khách ngoài miền ngoài á ăn xong chơi con này là con ba phát. Ba má hả? Dạ. Em anh chờ lâu tí xíu để tụi gọi cho bên tàu. Dạ đây, khu vực này chúng ta đang di chuyển lên dốc này là dốc cô 6, đổ xuống là trung tâm thị trấn An Thới cho mình nha. Trung tâm lớn. Dạ rồi, đó là về những cái mà ăn trên tàu thì có nhum nè, hay là lát nữa mà có hào hay là có ngọc nữ gì đó thì trên tàu sẽ giới thiệu với gia đình chúng ta. Và trên nhà tàu thì họ có phục vụ bán cho khách là bia nước ngọt. Thì trong lúc mà chúng ta ăn mình muốn uống lông bia, lông bia thì trên tàu họ cũng có bán nha mình nha. Còn nước suối thì Tùng gửi cho gia đình chúng ta rồi đó. Mình có muốn cầm xuống nước suối thì mình cứ cầm xuống tàu để mình sử dụng cho nó thoải mái. Trên tàu thì cũng có một cái bình nước suối lớn, nhưng mà để cho thoải mái hơn thì mình bằng cầu thang của nhà tàu chứ không có nhảy từ trên xuống. Dạ, cái này là nhà mình đặc biệt lưu ý giúp em. Tại vì chúng ta không có biết được ở bên dưới là có cái rạn san hô hoặc là cái đá nằm ở khúc nào. Chúng ta nhảy từ trên xuống nó rất là nguy hiểm là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta nhảy từ trên xuống á, nhà mình ở trên cái nhiệt độ khác, ở dưới nước nhiệt độ khác, nhảy xuống nó tức ngực, nó sẽ rất là khó chịu luôn. Đó,
đó cho nên là chúng ta mặc áo phao khởi động. Ai có mượn kính để ngắm san hô, Tùng sẽ nhờ bên tàu lấy kính ra cho chúng ta mượn, với điều kiện là mượn xong mình trả lại cho họ. Nếu có trường hợp bị rớt kiến ngay chỗ nào, nhà mình nhớ vị trí chỉ cho bên tàu, Tùng nhờ bên tàu lặn xuống lấy lên. Còn ví dụ như lặn xuống mà kiếm không có là chúng ta đền tiền lại cho bên tàu. Tại vì những người này là những người làm công thôi nhà mình ha, làm công cho chủ tàu, cho nên là họ lấy cho chúng ta, mình sử dụng dịch vụ thì chúng ta gửi lại cho họ tiếp tục. Đó là về cái quy trình đi tàu. Lát nữa chúng ta ăn trưa nè, hay là không biết là nhà mình có nghe nói về di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc không ạ? Dạ, nhà tù Phú Quốc rất nổi tiếng cho mình nha. Hệ thống nhà tù của Việt Nam có hai nhà tù nổi tiếng. Thứ nhất đó là nhà tù Côn Đảo, và thứ hai là nhà tù Phú Quốc. Côn Đảo chỉ có 57 cây số vuông thôi, nhưng Phú Quốc là 567 cây số vuông, tức là Phú Quốc gấp 10 lần Côn Đảo. Và Côn Đảo thuộc Côn Sơn của Bà Rịa Vũng Tàu, còn Phú Quốc là thuộc Kiên Giang. Dạ, nó khác nhau nhà mình nha. Dạ, và ở Côn Đảo thì chuyên giam cầm tù binh chính trị, còn ở Phú Quốc là giam cầm số lượng nhiều và tra tấn đàn áp dã man. Và nhân vật khét tiếng của nhà tù Phú Quốc hiện giờ vẫn còn sống trên đất đảo Phú Quốc này, đó là người đã đưa ra những món đòn tra tấn để tra tấn tù binh, đó là ông Bảy Nhu. Ông năm nay 93 tuổi, ở